Kante của đội tuyển Việt Nam, cô gái 1m50 xây nhà cho bố mẹ. Khiến thủ môn top 5 thế giới hú vía với siêu phẩm nã Đại Bác. Nữ cầu thủ Dương Thị Vân là một trong số những nhân tố quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Cô gái quê Hà Nam đã gây ấn tượng mạnh với cú nã Đại Bác khiến thủ môn đội tuyển Đức vất vả cản phá. Dương Thị Vân, Kante của đội tuyển nữ Việt Nam. Chỉ cao 1m50, nặng 46kg, Dương Thị Vân sinh năm 1994 gây chú ý nhờ khuôn mặt xinh xắn, hài hòa với vóc dáng nhỏ bé, dễ thương. Nhỏ người nhưng Vân có lối chơi rất khó lường, rất bản lĩnh và khá quái. Ở trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Đức hôm 24 tháng 6, Dương Thị Vân để lại dấu ấn với lối đá xông xáo. Đặc biệt trong trận đấu này, Dương Thị Vân đã thực hiện cú sút căng như nã Đại Bác từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn top 5 thế giới, Mơ Frome phải vất vả cản phá. Sau pha cứu thua này của Mơ Frome, cổ động viên Đức trên sân Sparta Bang Hessen đã vỗ tay khen ngợi. Điều đó đủ cho thấy cú sút của Dương Thị Vân ghê gớm đến mức độ nào và Mơ Frome đã phải trổ hết tài nghệ ra sao. Nhiều cổ động viên Việt Nam khi xem trận đấu này ví Dương Thị Vân với tiền vệ Kante, cựu cầu thủ của Chelsea do cả hai đều có chiều cao rất khiêm tốn. Dương Thị Vân được ví như bộ óc sáng tạo nơi hàng tiền vệ của đội tuyển nữ Việt Nam và là vũ khí quan trọng của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Dương Thị Vân chính là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của trận tranh huy chương vàng SEA Games 31 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan. Cô là người đã có đường truyền quyết định cho Huỳnh Như ghi bàn thắng duy nhất, giúp chúng ta bảo vệ thành công tấm huy chương vàng bóng đá nữ. Đằng sau những thành công và dấu ấn trên sân cỏ, vẫn còn rất nhiều câu chuyện về Vân mà không phải ai cũng biết. Có thể nói Dương Thị Vân bén duyên với trái bóng khá muộn. Cô gái sinh năm 1994 bắt đầu tập đá bóng năm 15 tuổi. Năm 23 tuổi, Dương Thị Vân từng có ý định giải nghệ do cảm thấy không có tương lai. Sự nghiệp của Dương Thị Vân bị cản trở khi cô gặp chấn thương nặng năm 24 tuổi. Do có thể hình khiêm tốn nên Dương Thị Vân cho biết lúc nào bản thân cũng phải nỗ lực gấp đôi và cô cả thấy rất vui khi luôn được câu lạc bộ cũng như huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung ghi nhận sự phấn đấu của mình. Dương Thị Vân từng chia sẻ trên Phương Nam Show rằng chỉ có đam mê mới giúp mình theo đuổi bóng đá từng đấy năm. Em rất thương bố mẹ vì ngày xưa bố mẹ em rất khổ vì nghèo, không có điều kiện, đi làm đủ mọi thứ rất vất vả. Bây giờ có cái gì là em nghĩ về gia đình, bố mẹ đầu tiên. Gia đình luôn là hậu phương vững chắc cho em, để em yên tâm cố gắng. Từ lúc đi đá bóng tới giờ, chưa bao giờ em gọi điện về nhà kêu than. Lúc đấy nhà cũng hơi khó khăn nên em chỉ biết cố gắng. Cái lúc chán nản hay mệt, em cũng không hay chia sẻ cho ai, Dương Thị Vân cho biết. Dương Thị Vân nói tiếp, xây được nhà cho bố mẹ là điều lớn lao nhất mà em làm được kể từ lúc đi đá bóng tới giờ. Được biết, Dương Thị Vân cùng với anh trai của mình đã góp tiền để xây một căn nhà khang trang ở quê cho bố mẹ. Cô Ngô Thị Sinh, mẹ của Dương Thị Vân không cầm được nước mắt khi nói về con gái, làm được ngôi nhà khang trang như thế này là tôi rất tự hào về công sức của Vân và gia đình. Tôi cũng bảo với Vân rằng bố mẹ có tuổi rồi không lo được cho con cứ để dành tiền cho sau này. Nhưng Vân vẫn quyết tâm xây nhà, tôi cũng nghe Vân. Vân có tâm với bố mẹ bao nhiêu, tôi thương càng em bấy nhiêu. Giờ đây, Dương Thị Vân và các đồng đội đang chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Cô gái của câu lạc bộ than khoáng sản có vóc người nhỏ bé này là một trong những niềm hy vọng của đội tuyển nữ Việt Nam khi giải đấu diễn ra ở Australia và New Zealand trong tháng này. Dương Thị Vân, nhỏ nhưng có võ. Theo dõi bóng đá 24 giờ trên. 70% trái đất được bao phủ bởi nước, 30% còn lại là của Dương Thị Vân, bình luận viên cảm thán sau khi chứng kiến màn trình diễn của tiền vệ sinh năm 1994 trước đội tuyển nữ New Zealand. Đội tuyển nữ Việt Nam đã bắt đầu hành trình của mình với trận giao hữu đầu tiên trên đất New Zealand. Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã không thể gây bất ngờ và nhận thất bại 0-2 trước đội chủ nhà, nhưng toàn đội thu được những bài học có giá trị. Bên cạnh thủ môn Kim Thanh với 10 pha cứu thua, chắc hẳn cái tên nổi bật nhất là tiền vệ Dương Thị Vân, chốt chặn quan trọng nơi tuyến giữa của đội tuyển nữ Việt Nam. Ở thông số phòng ngự, cầu thủ quê Hà Nam có một tình huống cản phá, một pha đánh chặn cùng 6 tác bóng. Thể hiện nguồn năng lượng tuyệt vời nơi trung tuyến và giúp toàn đội chống đỡ lại những pha lên bóng của New Zealand. Tất nhiên, chừng đó là không đủ để Việt Nam làm nên bất ngờ. Nhưng nếu nhìn vào trận đấu và vị trí thường xuyên của các tuyển thủ, có thể thấy nhiệm vụ của Dương Vân là rất nặng nề.
Đội tuyển nữ Việt Nam ra sân với sơ đồ 5-4-1, trong đó Hải Yến chơi cao nhất, Thanh Nhã chạy cánh trái, Bích Thùy đảm nhiệm cánh bên kia. Đội trưởng Huỳnh Như thi đấu vai trò số 10 và thường xuyên phải lùi về hỗ trợ phòng ngự bởi chỉ có mình Dương Thị Vân nơi tuyến giữa. Đóng vai trò chốt chặn khu trung tuyến, Dương Vân gây ấn tượng với khả năng di chuyển, chạy chỗ, tranh chấp không biết mệt mỏi. Cộng thêm chiều cao khiêm tốn 1m53, điều đó càng khiến những gì tiền vệ của Than khoáng sản Việt ANM làm được rất đáng khen. Cô còn có 3 lần truy đuổi dribble pass. Đây là thuật ngữ nói về một pha tranh cướp bóng sau khi bị đối phương qua người, và Dương Thị Vân có 3 lần làm điều đó trước những đối thủ cao lớn bên phía New Zealand. Trước đội chủ nhà World Cup, trong màn chuẩn bị quan trọng trước những đối thủ lớn nhất thế giới, cô gái nhỏ bé Dương Thị Vân vẫn can đảm lao về phía trước để bảo vệ hàng thủ phía sau. Được ví von như nở gỡ lỗ Kanté của bóng đá nữ Việt Nam với sự tương đồng trong vóc dáng, lối chơi giàu năng lượng và tinh thần không bỏ cuộc. Dương Thị Vân là quân bài tối quan trọng trong tay huấn luyện viên Mai Đức Chung khi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán với những đội bóng mạnh hơn rất nhiều. Kể từ khi lên tuyển vào năm 2013, Dương Thị Vân trải qua nhiều khó khăn tưởng chừng phải giải nghệ, nhưng sự kiên cường, can đảm như chính lối chơi của tiền vệ này đã giúp bóng đá nữ Việt Nam sở hữu một viên ngọc quý. Trong hành trình vô địch SEA Games 2019, cô ghi bàn trong trận ra quân với Thái Lan. Tại chung kết SEA Games 2022 cũng với Thái Lan, Dương Thị Vân cướp bóng rồi chọc khe giúp Huỳnh Như ghi bàn thắng duy nhất trận. Bản thân tiền vệ quê Hà Nam cũng thừa nhận bất lợi về thể hình của mình, nhưng chính điều đó đã tạo nên Dương Vân ngày hôm nay, một cầu thủ luôn thi đấu hết mình và nỗ lực gấp đôi người khác. Quyết tâm đó đã được ghi nhận và tới nay, cô luôn đóng vai trò và vị trí vững chắc trong đội hình tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận toàn đội đã nỗ lực, nhưng cần xử lý tốc độ, thanh thoát và cải thiện nhiều điều. Ông cũng cho biết New Zealand đang khát khao giành chiến thắng trước khi bóng đá nữ thế giới bắt đầu. Họ chơi áp sát, sẵn sàng va chạm quyết liệt. Trong khi đó, Thanh Nhã đồng quan điểm, cầu thủ New Zealand tận dụng sức mạnh nên có những pha áp sát nhanh. Đó chính là những gì sẽ chờ đợi các cô gái kim cương của đội tuyển nữ Việt Nam bên cạnh thời tiết mưa lạnh của mùa đông nam bán cầu. Sau trận gặp New Zealand, toàn đội còn trận giao hữu với Tây Ban Nha trước khi bước vào sân chơi World Cup với những đội tuyển Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha chờ đón. Đó đều là những đội tuyển rất mạnh, các cô gái Việt Nam sẽ phải chơi phòng ngự, phản công và huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ kỳ vọng chốt chặn Dương Thị Vân đạt phong độ tốt nhất.